lục đục lẻo đẻo, bà kiếm cái gì mà bà kiếm hoài vậy bà Tư? Tôi nhớ tôi để đây nè, mà sao mất tiêu rồi? Bà kiếm cái gì? Tôi đang kiếm cái hộp sâm. Bà cần xài cái gì mà kiếm hộp sâm? Không phải, có hộp sâm nhưng mà tôi đựng củ cải muối. Trời Phật ơi, mắc gì hộp sâm ta mà đựng củ cải trong chi? Cái sâm á tôi xài hết rồi, nhưng tôi tiếc cái hộp nên tôi đựng củ cải trong. Chết cha, tôi cho 1 lít rồi. Ông cho 1 lít chi? Trời ơi, nó năn nỉ quá. Thấy gì cho nó, đặng nó tặng 10 đô đem đi ngâm rượu. Bác Hai ơi. Gì? Giờ tía của Mộng không chịu con rồi, sao giờ? Ao nói mày hoài. Một lần mất tính, vạn lần mất tính. Nói hoài mà không chịu nghe. Ăn nhậu cho cố vô, lầy lũa, quẩy quảng, tùm lum tà la cho nó. Tại lần đó con nhậu nhiều quá, con không kiềm chế được. Lầy vậy, giờ nghe tới con còn mắc cỡ nữa bác Hai. Cái gì thì gì chứ, ăn nhậu cũng mới có chừng có mực chứ. Liệu cơm gấp mắm chứ, nhậu cũng vừa vừa thôi. Vậy cả cái xóm này nè, nhắc tới mày là người ta sợ rồi. Nó sợ cái ăn nhậu lầy lụa của mày đó, ăn nhậu bê tha đó, con gái người ta đó, con vàng con ngọc. Không lẽ ta đem gả cho cái thằng ăn nhậu bê tha vậy hả? Dạ thiệt tình thì con cũng biết lỗi của con rồi. Mà giờ bác Hai, còn cách nào á để cưới được em Mộng không bác Hai? Nói gì thì nói, thì đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Nếu mày mà có lòng thương con gái người ta thật lòng đó, thì thôi bây giờ qua bển đi, rồi xin lỗi 10 đô, rồi coi công việc nhà vườn tược gì đó nó làm đó, thì phóng vô làm tiếp đó, để tỏ cái tấm chân tình của mình, ăn năn hối cải lại, thử coi nó có suy nghĩ lại không. Thì các bác Hai, là bây giờ con còn cơ hội hả? Thì cứ làm đi, rồi mua món quà gì nhỏ nhỏ đem qua tặng nó. Ôi bác Hai, nếu là bác Hai thì bác Hai thích quà gì bác Hai? Trời ơi, tao khác, thằng 10 độ khác, mày hỏi gì kỳ. Ui gì? Trời ơi, ngâm rượu củ cải muối. Chết cha 3 lít trận này rồi.